Ban nãy mình có bảo là nếu mà cái trường hợp cái quả bóng này nó có mà bay xuống quá đến tận đây đấy, đi xuống quá, thì làm sao mà mình biết được để mà dừng lại? Thì cũng đơn giản thôi. Nếu mà đây có phải là đây là cái chiều cao của cửa sổ đúng không? Đó, chúng ta biết chiều cao của cửa sổ đây là không này. Đây là một cái tọa độ y đúng không? Nếu mà cái quả bóng, cái tọa độ quả bóng này nó mà lớn hơn cái tọa độ y, có nghĩa là đang có xu hướng xuống dưới đây, thì làm sao? Thì chúng ta gán cho nó lại ở trên đây. Đó, mình sẽ thử nhá. Bây giờ ấy, chúng ta đang có này. Nếu cái vị trí cái y mà ở bên dưới ấy, chính là cái y thứ ba này. Chưa? Mình nhắc lại một lần nữa, đây là left là đi sang bên trái. Đây là x, đây là y đúng không? Y này thì sẽ là ở bên trên. Trên trên so với các bạn ấy. Còn 25 này sẽ đi sang bên phải, bên sang bên này, à, bên này nhá. Còn 25 này thì sẽ là bên dưới. Thế bây giờ nếu mà cái vị trí thứ ba này nó mà lớn hơn đây là lớn hơn cái chiều cao đúng không? Cái chiều cao của cửa sổ, thế chiều cao của cửa sổ thì mình sẽ cho nó vào một cái biến ở trong cái hàm khởi tạo luôn. Chờ đây là chiều cao đi. Chiều cao, mình đặt tiếng Anh cho nó chuyên nghiệp, canvas. Chưa? Bằng cái gì? Ở đây ban nãy mình khởi tạo ra cái chiều cao của nó bằng 500 này. Mình cho nó bằng 500. Chưa? Mình làm luôn cái biến chiều rộng, bởi vì tí nữa kiểu gì mình cũng dùng đến chiều rộng mà. Đây là width. Mình cho bằng 400. Chưa? Nếu mà ấy, nó mà lớn hơn hoặc là bằng với cái chiều cao mà mình đã định nghĩa này, thì mình cho cái y nó bằng không. Đăng. Đó, nó chạy này. Đó, đấy chưa? Đến đây thì nó dừng lại. Thế thì bây giờ mình muốn nó, nếu mà nó ở dưới đấy, nếu mà nó chạm thì nó nhảy lên hay như nào đó thì sẽ như thế nào? Thì mình sẽ bắt điều kiện nếu mà thì ở đây mình sẽ cho nó như này đi. Bình thường thì ở đây là nếu mà cái này nó nhỏ hơn không thì mình sẽ cho nó tăng lên là 3. Còn nếu mà nó chạm vào cái đáy thì mình cho nó giảm đi là âm 3. Thì nó sẽ như này, các bạn sẽ nhìn thấy một điều như sau. Nếu mà nó chạm ở dưới đây này. Đó, nó nhảy lên đây. Chạm lên đây, thấy chưa? Chạm đi chạm lại, nếu chạm đây thì mình cho nó giảm 3 đi mà. Nếu mà chạm đây thì mình cho nó tăng 3 lên mà. Khởi tạo nó bằng không, à, khởi tạo nó bằng âm 1 nên là các bạn thấy nó chậm chậm thôi. Bây giờ mình cho nó bằng 3 thì nó cũng sẽ nhanh như vậy thôi. Ok. Thì đầu đây đây là cái đây là cái chạm, xử lý chạm biên, chạm ở đây thì đập xuống, đập xuống, đập xuống. Thế bây giờ chạm sang trục x, chạm sang hai bên thì sao? Đó, thì các bạn lại bắt trường hợp nếu mà cái post ở cái vị trí thứ thứ không. Vị trí thứ không là vị trí mà đi sang bên trái này. Nó mà làm sao? Nó mà nhỏ hơn hoặc bằng không thì sao? Có nghĩa là đang có xu hướng, nó đang có xu hướng đi về phía bên này. Đúng không? Thì ta sẽ cho nó cái x bằng cái gì? Cho nó đi sang bên phải đúng không? Nếu mà chạm vào cái biên này này, cho bên sang bên bên phải. Sang bên phải là chúng ta phải cộng lên thì chúng ta sẽ cộng lên ba đơn vị chẳng hạn. Được chưa? Còn nếu mà cái vị trí cái biên nó chạm vào cái biên này, nó đang có xu hướng này, chạm biên này bằng cái chiều rộng của chúng ta. Bằng cái chiều rộng của chúng ta chính là bằng cái canvas width này. Nó mà lớn hơn hoặc bằng, có xu hướng lớn hơn hoặc bằng ấy, thì chúng ta sẽ cho cái x của nó bằng trừ 3, có nghĩa là nó sẽ bay ngược lại bằng trừ 3. Khi mà chạy thì các bạn vẫn chưa thấy đâu, bởi vì là cái quả bóng của chúng ta ấy, nó chỉ chạy lên này, chạy xuống này, nó có chạy sang ngang đâu mà các bạn kiểm chứng được đúng không? Chính vì các bạn không kiểm chứng được, thế nên là mình sẽ thử như này để cho các bạn kiểm chứng được. Đó là mình sẽ cho cái này bằng không và mình cho cái này bằng 3 để cho nó nhanh, x nhỉ. Dàn. Đó, thì bây giờ đập ngang rồi đúng không? Thế nhưng mà nó chỉ có ngang ngang như này thì làm sao mà đi chéo được? Quả bóng đập nó phải mượt một chút đúng không? Thì đây mình sẽ để cho nó là không như cũ nhá. Như cũ. Và mình sẽ làm một cái điều như sau, là khi mà khởi tạo thì mình sẽ random cái giá trị x
ngẫu nhiên một cái giá trị x nào đó. Thì ví dụ ở đây mình sẽ khởi tạo một cái hàm, đây là hàm start đi, có nghĩa là bắt đầu, thì nó sẽ bằng random cái giá trị x. Mình sẽ cho có thể là trừ 3 đơn vị, đi 3 đơn vị 3 pixel một lần ấy, trừ 2 hoặc là trừ 1 đúng không? Hoặc là bao nhiêu nhỉ? 1, 2 này, 3 đi. Đó. Sau đó là mình dùng cái hàm random. Mình sẽ random, mình sẽ xáo trộn nó lên. Đây, cái hàm super này nó sẽ xáo trộn cái mảng start của chúng ta lên. Xáo trộn lên nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ở đây mình sẽ copy ra đây, chạy cho các bạn xem cái hàm này nó sẽ xáo trộn lên như thế nào. Print ra start. Đó, thì đây các bạn nhìn nhá, hàm của chúng ta đang là 3 2 1 trừ 3 trừ 2 trừ 1 này, trừ 3 trừ 2 trừ 1. Ok, đấy là lần thứ nhất nó xáo trộn như vậy. Bây giờ mình sẽ chạy lại lần nữa, mỗi lần nó xáo trộn một phát một kiểu, các bạn nhìn chưa, nó lại xáo trộn khác rồi. Nhìn này, 3 trừ 2 trừ 1, 1 2 3 đúng không, đây là 2 1 trừ 2 đấy, nó đã xáo trộn rồi. Thì cái việc xáo trộn này làm cho chương trình của chúng ta sẽ ngẫu nhiên và trông nó giống thật hơn một chút. Khi mà xáo trộn xong rồi thì mình sẽ làm gì? Thì cái giá trị x này mình sẽ ngẫu nhiên, mình sẽ lấy luôn cái phần tử đầu tiên này, hoặc là các bạn lấy bất kỳ một phần tử nào trong cái mảng start này. Được chưa? Chúng ta lấy cái start thứ thứ 0 à? Các bạn có thể lấy thứ 2, thứ 3, thứ 4 tùy, nó sẽ là ngẫu nhiên mà. Ok, mình chạy cho các bạn xem. Đó, thì bây giờ nó đập có vẻ là mượt mà hơn một chút rồi. Đó, thấy chưa? Rồi.